Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu M45D Black Dragon. Cây này nó rất là mạnh. Đây là một khẩu súng phun lửa. Hồi trước bên CM9A thì nó được liệt kê vào trong sách đỏ. Và các bạn phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để sở hữu cái em này. Và nó sẽ không cho test như VNG. Nếu các bạn muốn test thì các bạn vào chế độ binh hết. Và các bạn chơi mỗi ngày kiếm 10 mảnh đá. Thì tầm 40 mảnh là đổi được cái khẩu này. Rất là tuyệt vời. Mình thì mình cài cũng tầm 3 4 ngày rồi. Ui rồi, mình đổi mình nạp tiền và lấy thêm cái mảnh đạn vàng và lấy luôn cái khẩu này là 7 ngày. Chứ còn các bạn đổi 40 mảnh thì sẽ được 3 ngày thôi. 7 ngày hay 3 ngày thì đều không quan trọng, tại vì 3 ngày thôi. Anh em cũng hiểu được cái tính chất, cái độ nguy hiểm, bao nhiêu sát thương nó mang lại. Đấy, các bạn thấy không? Một phát thôi nó đi vào lòng người. Một phát thôi là đi ngay một con rừng non. Đó là ở cái mức độ gần. Còn nếu mà xa thì cũng nhấp nháy thôi. Như thế thì cây này cover cận chiến là mắc bá rồi anh em ạ. Mình sẽ có cơ hội test cho em xem. Đó là đối với zoom non thôi. Còn đối với mấy con trâu bò thì cũng phải 2-3 phát kìa, nó mới nhấp nháy. Cậu này thì chỉ duy nhất được một phát thôi. Nó có hai kiểu thay đạn. Một thì các bạn bắn và chờ nó thay đạn. Hai thì deplay thì tuyệt vời hơn. Rồi đây, đây đây đây. Này thì lấp ló đấy. Nãy ăn một phát chưa vừa đấy, này đi một phát chưa vừa thì bây giờ hai phát để lên tivi nhá. Cái khẩu này thì nó mạnh sẵn rồi. Nếu nếu mà ép lên được hai viên thì ôi dư bài nó nát thôi, tôi không biết nói gì hơn nữa. Mà khẩu này cũng không lên được hai viên đâu, vì tính chất của nó là chỉ có một viên thôi. Đấy, bắn thì anh em hay deplay nhá, deplay như kiểu snap 3z vậy, 3z hay là snip ấy, nó gọi tắt là snip đi. Rồi, cái gì đấy. Rồi thanh niên tơ sao lại thẩm du thế kia? Mệnh không biết là xuyên tường không? Ui dồi, cái gì đấy? Hết cả hồn. Con tim mình thì cứ mong manh dễ vỡ. Bạn chỉ cần liếc qua một giây thôi, mình nát rồi. Đây rồi. Này thì nguy hiểm này. Ui, thằng tiếp theo. Rồi. Đi luôn. Đi luôn một cặp. Một mã hai mồ. Ui dồi, cái gì đây? Gì đây? Hồi xin là hết giờ rồi. Tơ ngáo, biết sẵn là tơ ngáo rồi. Cứ xác định thôi, không chửi làm cái gì cho nó mệt người. Ôi hết giờ rồi. Bạn ơi chạy đâu vậy? Thôi hết giờ. Ok, mình phải sang trận khác đây. Nãy thì mình hình như là chưa có bật âm thanh cho anh em nghe. Mình sẽ cho anh em nghe thử cái âm thanh của nó mướt đến chừng nào. Bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Đây rồi. Đầu tiên thì một cái tiếng nó rất là thân thương, đó chính là đùng. Tiếp theo là tạch. Nó ẩn chứa bao nhiêu là sát thương. Nó làm cho con dưa bay lên bảng điểm số và lên tivi nhìn. Đấy, các bạn nghe cọ rõ không ạ? Đầu tiên là đùng, tiếp theo là tạch. Anh em thấy thương không ạ? Yêu lắm, thương lắm. Mà xa lắm thì không tắm thôi. Đâu rồi? À đủ, chạy đâu ấy? Rồi, cái gì đấy? Sao lại cào AK thế kia? Bạn đấy đang đứng chưa kịp vào. Người ta chưa kịp vào phóng với bạn đã chồn chồn rồi. Người ta hay gọi là chồn chồn như chó. Ê, thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi. Mình hơi bị sai sai. Cái gì vậy? Ghê thế, thôi thôi, phải biến ngay thôi. Con này hăng máu quá. Hay hướng chó, này thì hướng chó. Gì đây? Úi dồi, đồng thế. Đồng thế. Đồng quá. Mình nghĩ là mình sẽ tịch sau những pha lượn lờ. Đối với Dubai kinh thế. Sao bọn này đông ấy nhở? Đi đường nào cũng có thằng móc lốp. Ghê thật đấy chứ. Rồi. Thì như tơ. Này thì tơ. Úi xổi. Tơ nó lệch. Nó lệch đường đạn như thần ạ. Phải gọi anh ấy là tổ lái phường hàng bè đây rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Xong rồi, hai thằng hai đầu. Phải đi thôi. Hoài lắm. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Không biết là sau khi VNG bán ra thì nó sẽ cho vào cái gì để bán. Mình thấy bên CFM thì nó cho vào cái web để bán. Và cái web đấy thì nó hút máu. Nó hút máu thôi rồi. Để sở hữu được cái em này thì anh em phải bỏ ra một số tiền rất là lớn. Đôi khi bằng một nửa giá vòng quay. Đấy thì nó khám lọ thế thôi. Mong là sau khi VNG bán ra thì cái khẩu cuối bắp như thế này thì bán nó giá rẻ rẻ tí. Anh em đại gia còn nút được. Đây rồi.
một phát thôi, bùm và tạch. Đó là hai từ nói lên cái khẩu này, một hai từ đầy thân thương và quen thuộc. Đây rồi, này thì hổ báo này, hổ báo cho lắm vào. Bây giờ lại đứng im, này thì đứng im này, chém sau lưng vẫn hết sọt này, ghê thật đấy chứ. Rồi chúng ta sẽ lên đây thôi, chúng mình thì mạnh lắm, mình không thể hổ báo như bạn được. Ra giữa là một điều không thể, và mình sẽ kiếm những cái thanh niên nào mà đứng lẻ lẻ thì mình sẽ lao vào nút thôi. Đây chúng ta phải gọi là nút chùn chụt. Ơ, sao lại chạy đi? Thật là VL. Không sao, chúng ta sẽ cùng đưa ánh mắt nhìn với bọn dâm bay đằng đằng sát khí, thèm thịt và cực kỳ khát máu. Té rồi. Hình như là ở phía xa xa thì có thằng tơ nhấp nháy thì phải. Đây rồi, ơn rồi, thằng thanh niên tơ đây rồi. Có nên lao xuống cận chiến không ta? Chắc lao xuống luôn đi. Này đi, ơ cái định mệnh không trúng kia, thật là hư cấu. Biến luôn. Pha đấy biết thế mình đứng nhây trên đấy, ăn thêm ít kill. Vậy lại đây, thằng tơ chết rồi, còn lại toàn giúp non thôi. Tơ đi để lại giúp non, giúp non đi để lại toàn kill thôi. Đây rồi. Ơ rớt rồi à? Rồi biết bạn rớt rồi, bạn ấy rớt nhưng bạn ấy vẫn nhây, đứng ở dưới sờ hai cái bàn tay lên. Ghê thật đấy chứ. Rồi thằng giống non mình không thấy cái thinh máu của nó, mà thế đích nhờ bắn một phát nó lại đi luôn. Còn y tá ấy chứ nhầm, còn cương thi. Này thì cương thi này, trời ơi, áo đỏ người ta gọi là chứng tỏ cà ve đấy bạn ơi. Cà ve thì sao lại ăn được hero chứ. Thằng kia đâu rồi nhở? Còn một con thôi, thôi bỏ đi, hết giờ rồi, không còn thời gian để tìm nữa. 51 kill, đó là cái số lượng kill mà mình đã mút được, đã nút chùn chụt được trong trận qua. Hay lắm đấy mờ, tuyệt vời. Cái khẩu này mà cũng lấy được 51 kill đi mọi. Chắc hero liếm được nhiều ấy, chứ khẩu này mình bắn ít mà. Đa số để cover cận chiến thôi, khẩu này cover cận chiến nó phê. Chứ còn đi mút kill thì phải bắn theo kiểu khác cơ. Bắn theo cái kiểu mà đi mút chùa ấy, mút kill chùa ấy. Đấy, kiểu mà giữa mai nó không để ý mình thì mình lại mút thôi. Bởi vì một phát mà đi một con thì nó là mệnh. Đấy, nó mệnh hơn cả cá mập khăn máu nhá. Cá mập khăn máu thì chẳng qua là nó đam nó mệnh khi mà hết sọ thôi. Với lại nó nhiều đạn. Đấy, trời gì đây. Này thì bị lag nhá. Không phải bị lag đâu, khi mà các bạn bắn vào thì nó sẽ đẩy giống bay. Á đủ, nhấp nháy nữa này. Nó đẩy giống bay thì không biết là bên thằng kia nó sẽ có hiệu ứng như thế nào, chắc là bị đẩy ra. Còn bên mình thì thấy là nó đang ngồi, thật là VL. Úi giời ơi, gì vậy? Làm gì mà căng, multi kill thôi mà. Hổ báo lắm thế. Rồi không trúng. Đôi khi lại cái kill này có một chút ảo loi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Rồi cận chiến này. Ơ, cái định mệnh này ấn trúng nút bắn này. Phá đấy mà ấn trúng nút cận chiến thì nó chết bà rồi. Thật là VL. Tiếc thế. Từ cái lúc ăn cận chiến nó không bút được. Dạo này mình nó đổi qua cái server, cái update mới này thì mình không thể chỉnh lại cái nút mà như cũ được. Mình quên bài cái nút cái cũ rồi. Bây giờ mà làm lại nút như cũ thì mình không biết là cài như thế nào. Hồi trước mình cài cái nút đấy ở đúng là mắc pin luôn ấy. Cứ dùng mai vào là cận chiến ngọt sớt. Mà bây giờ thì cài lại rồi, trời nó không quen. Tiếc quá. Nếu mà cái phiên bản cũ mình chụp lại được cái tấm hình đấy thì tuyệt vời. Nó sẽ mắc pin hơn. Bây giờ toàn ấn nhầm, hay lắm. Nãy không ăn được bạn, bây giờ bạn phải lên TV nhìn thôi. Cái số phận thì nó đã điểm danh cho bạn rồi. Cái khẩu này hơi bị nặng, nhìn nó bè bè thế thôi, nó nặng VL. Á đâu, ném cái hụ mập tôm đi, cầm làm cái gì? Ngon thì lao cái bản mặt vào đây. Rồi cầm cái khẩu này không biết là đi trôn đổi súng thì nó biết nó sẽ như thế nào. Chắc là lắm thằng đập thính đây, hề luôn ấy. Kiểu gì cũng có thằng đập thính. Chắc mình sẽ có một cái clip trôn đổi xuống về cái khẩu này. Thì là Mai ơi, cuộc tình dù đúng dù sai. Đùa ông Ân, cái mắm gì vậy?
bây giờ mới có phát hiện. Mọi chơi từ trận 1, chơi từ trận 1 đến bây giờ, trận 3 rồi thì phải. Đến bây giờ mới phát hiện là VL. Hình như là mới vào, hình như mới vào. Bọn kia bị cận chiến nó thoát hết. Đâu rồi? What the hell? Đi là lên nhanh vậy. Một phát thôi nó nhấp nháy luôn rồi. Bọn thằng kia nó kịp tài ở một luôn. Mạnh ghê thật đấy chứ. Đấy, cùng trúng kill thôi. Nó mạnh lắm. Úi rồi, làm gì mà căng. Té rồi, đông rồi mai rồi. Té rồi. Cứ sợ là trận này sẽ ít rồi mai thôi. Không ngờ vẫn là đồng. Chúng ta sẽ té để nạp đạn lại. Chứ đạn mình thì đang hết. Úi giời ơi, làm gì vậy? Nhảy lên cũng không xong ấy, mệnh. Đến cái lúc đùn tay lại thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đạn các kiểu. Cái khẩu này một cái lúc rút ra ấy, thì nó lại bị deplay, mệnh. Tức thật đấy chứ. Cái khẩu này mà nó không bị deplay thì nó không bị thay đạn chậm ấy. Rồi thôi xong rồi. Bạn nghĩ gì? Vào đây mà sống á? Cũng chết thôi. Thằng kia không cận chiến được bạn thì mình sẽ cận chiến bạn rồi. Hay lắm. Rồi thằng này bắt đầu lượn lách ra đây, mình sẽ cố gắng cận chiến nốt nó. Lại đây bạn ơi, mình ở đây. Đợi nó rớt, đợi nó rớt. Rồi kiểu gì cũng rớt thôi, sao mà qua được. Úi dồi, công nghệ đam kìa. Đùa thật đấy chứ. Đùa thật đấy chứ. Rồi hay lắm, nhấp nháy. Úi dồi biến. Ok. Ok con dê, mình sẽ test lại cái khẩu lục này. Thì mệnh nãy giờ không cận chiến được. Úi dồi, what the hell. Thôi xong rồi, tạch rồi. Phát đầu mà không dính là tạch rồi. Ăn hên đấy, mệnh biết thế mình rút down mình chém luôn ấy. Thật là VL. Chán thật đấy chứ. Rồi mình sẽ cào nốt mấy thằng này. Công nhận là mình phải cài lại cái nốt cận chiến thôi. Chứ như này thì không được. Lục mà đòi cận chiến. Yo. Oh, đấy mình ấn nhầm nút thôi. Pha đấy mình lao vào mình ấn nút bắn mà. Thế đéo nào. Đến cái lúc mà mình ấn được cái nút cận chiến thì nó đã chạy được rồi. Chán thật. Rồi hết giờ. Thôi cho mình sẽ bye bye các bạn nhá.